Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thanh toán trên App Store bằng ví Momo nha. Rồi bước đầu tiên á là các bạn phải tải cái ứng dụng Momo về nha. Sau đó các bạn đăng nhập vào ví Momo và các bạn nạp tiền ví Momo nha. Thì các bạn mới thanh toán được trên App Store nha. Các bạn vào App Store này. Sau đó các bạn bấm vào cái mục tìm kiếm. Các bạn tìm cái ứng dụng Momo nha. Và các bạn tải về và đăng nhập bằng số điện thoại vào đi nha. Và các bạn phải nạp tiền vào trong ví Momo nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thanh toán trên App Store. Bước đầu tiên thì các bạn vào ứng dụng App Store này. Rồi các bạn về cái phần hôm nay tăng chủ này. Sau đó các bạn bấm có một đầu người ở góc trên phải màn hình chỗ đây nha. Rồi bước này các bạn bấm cái mục đầu tiên này. Xác nhận file ID. Rồi bước này các bạn bấm vào quản lý thanh toán nha. Sau đó nó tới cái bước phương thức thanh toán này, thì bước này các bạn chọn vào Momo nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào đăng nhập vào Momo này. Sau đó các bạn bấm vào tiếp tục với ứng dụng Momo nha. Bước này các bạn bấm vào xác nhận cho nó liên kết với ví Momo. Rồi các bạn nhập mật khẩu của ví Momo nha. Rồi vậy là mình đã thêm thành công phương thức thanh toán trên App Store bằng ví Momo thành công nha. Bây giờ các bạn bấm vào quay lại nè, các bạn bấm vào xong. Bây giờ các bạn tải những ứng dụng mà nó tính phí á, thì nó sẽ trừ tiền qua ví Momo của mình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa phương thức thanh toán trên App Store bằng ví Momo luôn nha. Hồi nãy thì mình hướng dẫn cho các bạn cách thêm rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa khi mà các bạn không có nhu cầu để dùng nữa. Rồi thì bước đầu tiên các bạn cũng bấm vào cái biểu tượng hình tròn đầu người màu xanh ở góc trên phải màn hình chỗ đây, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào cái dòng đầu tiên này. Bước này các bạn bấm vào quản lý thanh toán nha. Sau đó các bạn bấm vào Momo đây. Bước tiếp theo các bạn bấm vào gỡ bỏ phương thức thanh toán. Rồi các bạn bấm vào gỡ bỏ nha. Bước này các bạn đợi một chút. Rồi vậy là mình đã xóa cái phương thức thanh toán bằng ví Momo trên App Store thành công nha. Bây giờ mình bấm vào quay lại này. Mình bấm vào xong này. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách thanh toán trên App Store bằng ví Momo. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.